14 trường hợp nghi nhiễm nCoV ở Lai Châu thuộc các huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ. Bệnh nhân Giàng A Sơ đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 19 tháng 1, bệnh nhân mang nông sản sang Trung Quốc bán rồi về. Đến ngày 25 tháng 1 thì có biểu hiện ho, sốt và được điều trị cách ly. Hôm đi là hôm 19 tháng 1 ở Dương, là em chở hàng qua cửa khẩu Long Thắng. Và từ cửa khẩu vào trong đấy độ khoảng 6 cây. Khoảng 6 cây là ở đấy khoảng 2 tiếng là em lại về, đổ hàng sang lại về. Sang bên Trung Quốc, tức là ngày 19 tháng thì mình về. Bắt đầu 2 tiếng mình về. Thế mình về thì có cái triệu chứng như thế nào? Ho là đấy. Đi mua thuốc uống mà không thấy đỡ này. Chúng tôi cũng đã tổ chức một cái khu cách ly riêng biệt, đảm bảo cái cơ số tối thiểu phục vụ khoảng 20 giường bệnh. Thế thì về các cái phương tiện thì hiện tại thì bệnh viện chưa được bổ sung các cái trang thiết bị mới, tuy nhiên là tất cả những cái phương tiện về an toàn phòng hộ lao động cũng như là các cái phương tiện phục vụ cho cấp cứu như oxy, hệ thống máy thở thì rồi là các một số phương tiện khác thì sẽ điều chỉnh. Trong số 14 trường hợp cách ly, đã có 3 trường hợp âm tính với nCoV, 11 trường hợp còn lại đã lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm. Tỉnh Lai Châu cũng đang theo dõi đối với gần 100 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nghi nhiễm dịch. Hiện tại thì khu vực cách ly thì đang còn một bệnh nhân, thì bệnh nhân này cũng đi Trung Quốc trở về và bệnh nhân có cái hội chứng cúm thì khi vào viện thì chúng tôi cũng đã cách ly bệnh nhân này. Tuy nhiên là qua theo dõi đến ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Thì các cái dấu hiệu của bệnh nhân thì có vẻ như là ổn định hơn, bệnh nhân hết sốt, không khó thở và thỉnh thoảng chỉ còn ho thúng thắng thôi. Tỉnh Lai Châu hiện đã thành lập 11 đội phản ứng nhanh và 13 đội điều trị cơ động, sẵn sàng kích hoạt, thực hiện điều động để hỗ trợ các địa phương trong công tác chống dịch và dập dịch, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và tổ chức thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ mỗi ngày, theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh để chủ động ứng phó.